Chào nhà, em lên một con đồng hồ LED QR của Đức nha. Điện tử của Đức sai ngang là 49 nha. Đó, có la bàn. Chỉ hướng nào ra hướng đó luôn. Tọa độ luôn. Đó. Có đo thời tiết luôn nha. Nó có ba cảm biến. Đó. Độ cao nước biển nè. Leo núi nè. Áp suất khí quyển mà. Có biểu đồ luôn. Và la bàn. Đó, có nhiệt độ luôn nha. Còn đây là biểu đồ nè. Đó. Nó có lịch vạn niên nha cả nhà. Đo nhiệt độ liên tục luôn. Hai báo thức. Bấm giờ thể thao. Đếm ngược thể thao. Giờ song song. Đó. Lịch vạn niên, đèn xanh nha. Đèn xanh nha cả nhà. Đèn xanh nha. Em bán 650 bao ship. Đó, dây của nó nè. Đầy đủ chức năng nha cả nhà. 1, 2, 5 nút bấm luôn nha. Rồi, em mời cả nhà nha.